Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Thời gian vừa qua thì mình có đưa một cái clip lên là nuôi cá trong phòng khách á. Nó có cái lưới lỗ mà lỗ rất là nhỏ. Thì nhiều bạn hỏi cái lưới đó ở đâu và các bạn tiền các bạn mua không thấy. Bản thân mình đây, sau khi quay cái clip đó xong, mình về mình cũng đi tìm mua cái lưới đó, nhưng mà mình tìm không ra các bạn. Nói thật với các bạn là tìm cái lưới đó không ra. Cái lưới 5 ly màu xanh bình thường thì tìm rất là dễ, nhưng mà cái lưới đó là cái lưới lỗ 3 ly, tìm không ra là tìm không ra. Và hôm nay mình cũng đã tìm ra rồi, cho các bạn xem đây. Mình mua hẳn một cuồng luôn các bạn. Mình mua hẳn một cuồng 50 mét luôn để mình về mình vừa chơi mình vừa bán nha các bạn ha. Rồi để tiếp theo clip mình sẽ quay camera lại, mình quay cho các bạn xem. Ok. Rồi, đầu tiên để nói cái về cái lưới lỗ nhỏ này thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cái lưới lỗ 5 ly mà mình đã từng giới thiệu trong cái video trước, là cái lưới làm lồng đẻ cho cá. Thì mình xin nói lại là lưới này nó có kích thước là 5 ly, có nghĩa là những cái lỗ ở chính giữa đây nó khoảng cách nó là 5 mm các bạn. Và cái này rất là dễ tìm ha, trên thị trường rất là dễ tìm. Các bạn chạy ra tiệm điện nước hay chạy ra tiệm vật liệu xây dựng đều có bán hết. Nó sẽ bán hai màu là màu đen và màu xanh lá cây. Nhưng mà tại sao cái này không giải quyết được vấn đề mà phải nhờ đến cái thằng quỷ lỗ nhỏ hơn này, thì mình sẽ xin nói luôn. Đây, đối với những cái lưới 5 ly thì chúng ta sẽ bị một vấn đề là con cá trống nó sẽ chui ra ngoài được. Khi mà các bạn cho cá trống và cá mái giao phối với nhau để đẻ thì con cá trống nó sẽ có thể chui ra chui vô rất là dễ dàng luôn. Còn con cá mái thì mình cũng đã ghi nhận trường hợp nó chui ra ngoài, tại vì những con cá mái chưa có bầu nó có thể luồn qua được. Nhưng mà cái này trường hợp này mình ghi nhận rất là ít ha, chủ yếu là cá trống thôi. Thì mình thấy rất là khó chịu, và một số anh em thấy cũng rất là khó chịu và hỏi mình cách giải quyết. Mình nói là có thể là ghép hai cái lưới này đang xéo lại với nhau như vậy cho cái lỗ lưới nó nhỏ lại, nhưng mà đôi khi nó cũng hơi gọi là khó khăn trong cái việc làm như vậy. Thì vô tình thôi, cái lần trước mình quay cái cá ở nuôi ở phòng khách, nếu như bạn nào có xem cái clip đó thì các bạn sẽ biết. Thì anh Tuấn ảnh có một cái lưới y chang lưới này nhưng mà màu xanh lá cây các bạn. Còn ở đây là mình có cái phiên bản màu trắng. Thì mình để mình nói về cái ưu điểm ha. Mình có làm được một cái lồng đẻ nhanh tốc độ trong vòng 3 phút để mình xin cho các bạn xem. Thì cái lồng đẻ này mình cắt ra và mình lấy dây rút mình kéo lại thành một cái vòng tròn hình trụ để mình bỏ cá vô trong đây, và sau đó nó đẻ, nó cá con nó sẽ chui ra bên ngoài. Và tiếp theo câu chuyện là mình sẽ nói về cái độ mịn của cái lưới này. Khoảng cách của những cái lỗ này chỉ có 3 mm thôi các bạn, rất là nhỏ luôn. Cá trống và cá mái thì tuyệt đối không bao giờ chui ra ngoài được, và chỉ có cá con chui ra ngoài thôi ha. Đó. Rồi, mình xin nói luôn là cái quá trình mà đi tìm mua cái lưới này cực kỳ khó. Anh Tuấn ảnh cũng đã nói là rất là khó, và mình cũng đã xác nhận là kiếm cái lưới này phải nói là trần ai. Mình đã đi tìm rất là nhiều chợ nhưng không có chợ nào bán cái loại này. Họ có bán một loại màu xanh lá cây luôn, nhưng mà cái loại đó nhựa là loại nhựa dởm. Không biết nhựa đó nhựa kêu bằng lựa loại mấy, nhưng mà nó rất là mềm các bạn. Nó không phải cứng như này đâu, nó mềm mà phải nói là nó mềm eo luôn. Có khi mà mình dựng lên như vậy mà nó không đứng nổi luôn, nó sẽ xẹo giống vậy. Rồi làm sao nuôi cá, làm sao cho cá đẻ, đúng không? Bắt buộc phải đi tìm, và mình tìm hết cái chợ này đến cái chợ khác, không ai bán hết. Và mình suy nghĩ là sẽ tìm đến cái nhà sản xuất những cái lưới này để hỏi xem coi họ có hay không. Câu chuyện nó lại bắt đầu. Mình đi tìm đến nhà sản xuất thì họ nói cái lưới này có nhưng mà phải đặt hàng mới bán được, chứ không có sẵn, hàng không có sẵn. Và mua một lần là phải mua một cuộn. Mua một lần là phải mua một cuộn dài 50 mét, chiều cao là 1 mét. À, nó nan giải là nan giải chỗ đó. Thì mình mua về mình bắt buộc mình phải mua một cuộn về, rồi mình làm để cho cá đẻ thì cũng chỉ nhiêu đây thôi, một hồ nhiêu đây thôi, thì quá lắm luôn là chừng 5 mét là đủ, 5 mét vuông là đủ. Còn bây giờ 50 mét vuông thì mình mua về, một là mình xài, hai là mình bán các bạn nha. Nếu như bạn nào muốn mua có thể liên hệ số điện thoại bên dưới miêu tả video này, hoặc là số điện thoại đang chạy bên dưới cái phần video này, đặt hàng, gọi điện lên là mình muốn đặt hàng. Mình sẽ bán theo khổ 1 mét 1 mét,
hoặc là 0.5m, 1m. Thì cái này chiều dài, chiều cao nó là 1m thì mình có thể cắt nửa mét cho bán cho các bạn. À, hoặc là mình cắt 1m cho bán cho các bạn cho nó dễ tính ha. Đó. Rồi, mình tiếp theo mình sẽ nói về cái ưu điểm khi làm lồng đẻ bằng cái lưới này. Nó có rất là nhiều cách để làm lồng đẻ bằng cái lưới này. Các bạn có thể làm hình trụ rộng đáy như này, thì khi mà cho cá đẻ thì các bạn chỉ việc ấp vô như vậy thôi. Hoặc là các bạn có thể cắt thêm một miếng hình tròn dưới đây, các bạn lấy dây rút hoặc là các bạn lấy dây chỉ, các bạn may lại thành một cái đế giống như là một cái xô, một cái chậu, thì nó cũng rất là ok. Rồi, về cái ưu điểm của cái lưới này, nó khác cái lưới mà nãy mình nói cái nhựa loại kia là nó đã mềm ha. Cái thứ hai, nếu như mà mình mua cái lưới màu xanh giống như của anh Tuấn thì cũng được. Nhưng mà cái lưới này mình mua được là người ta sử dụng cái nhựa màu trắng, nhìn rất là đẹp, là trắng ngọc trinh. Thì mình thấy là cũng hợp thời trang, nhìn nó cũng đẹp đẹp. Và quyết định mình lấy. Ok. Đó. Cái lồng đẻ màu trắng nhìn nó rất là xịn sò ha các bạn ha. Rồi ok, thì cái ưu điểm mình đã nói với các bạn rồi. Rồi cái nhược điểm này thì mình chưa thấy cái nhược điểm của cái này. Mình chưa thấy cái nhược điểm của cái này nên thành ra là video này mình chưa có nói về nhược điểm của cái này các bạn ha. Và sau thời gian sử dụng, mình sử dụng và nhiều anh em sử dụng sẽ đưa ra được cái nhược điểm của cái này. Và mình thấy hầu như là chắc cũng chả có nhược điểm gì hết. Lưới này thì các con chui ra tẹt ra rồi, không gì phải bàn cãi các bạn ha. Có thể là nhược điểm của cái này là cái này màu trắng, đôi khi xài thời gian cái vi sinh nó sẽ bám vô trong đây, cái này nó sẽ ố vàng. Cái lưới màu xanh cũng bị, và cái lưới màu trắng thì cũng bị luôn. Nhưng mà mình nghĩ đó chắc cũng không phải là vấn đề. Rồi, ok. Video này mình sẽ xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Thấy hay nhớ like, share, comment cho mình. Và đừng quên để lại cho mình một cái đăng ký các bạn nha. Bạn nào muốn mua lưới này thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình và đặt hàng. Mình sẽ gửi thông qua các đường giao hàng như giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, bưu điện các kiểu ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.